Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Ha ha, lực áp chúng. Kỳ thật đa số cùng hắn ôm ý tưởng giống nhau, mọi người ở đây đa số đều là pháp thiên tam trọng, ai sẽ nắm một cái thần linh đều không phải là Diệp Minh để vào mắt đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Kim Huyền Bạch đẩy ra Diệp Minh, tựa như chỉ một cái tam tuế tiểu hài cũng nói khoác hắn có thể đánh bại ở đây tất cả đại nhân. Kim Huyền Bạch tự nhiên hiểu rõ mọi người không phục, cười nói, có phải hay không chê cười, sau đó liền biết. Không cần sau đó, ta muốn cùng Diệp Huynh luận bàn một ít. Cái kia đỗ nói không phục, nhanh chân hướng Diệp Minh bước tới. Đinh Vi ngăn tại Diệp Minh trước mặt, cười lạnh nói, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta vợ con tám, muốn đánh, ta cùng ngươi mắt thấy bọn tiểu bối muốn nổi tranh chấp ba vị điện chủ phân biệt quát tháo mệnh lệnh chúng nhân ai về chỗ nấy cái kia đỗ nói mười phần khô phục đi ra tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm diệp minh mấy lần diệp minh trong lòng tự nhủ này người có mau bệnh sao rõ ràng lập tức liền muốn xem hư thực lúc này nhảy ra luận bàn có ý tứ gì ba vị điện chủ không có phiếm vài câu người hầu bỗng nhiên cao giọng tuyên bố điện tôn giá lâm diệp minh liền thấy một vị xanh sao cơ hồ đi không được đường lão giả chậm rãi từ trong bóng tối đi ra niên kỷ của hắn quá lớn diệp minh đều không thể tính ra hắn đã nhiều ít tuổi tham kiến điện tôn ba vị phân điện chủ cùng với chỗ có bất hủ thần điện truyền nhân dồn dập quỳ xuống vẻ mặt cung kính lão giả nhẹ nhàng khoát tay không cần đa lễ tất cả đứng lên nói xong liền hung hăng thở hổn hển mấy cái diệp minh nhìn đến đều thay hắn lo lắng sợ hắn một hơi lên không nổi tại chỗ ngủ tất cả mọi người sau khi đứng dậy hắn nhịn không được hỏi tô bối kiếm điện chủ điện tôn lão gia tử bao lớn tuổi rồi tô bối kiếm nhẹ nhàng thở dài nói điện tôn đã sống 30 vạn tuổi diệp minh giật này cả mình 30 vạn tuổi trường sinh cảnh có thể sống lâu như thế sao tô bối kiếm 30 vạn tuổi đã là điện tôn mức cực hạn hắn đem không còn sống lâu trên đời đây chính là vì cái gì tam điện đoạt giải nhất muốn sớm nguyên nhân điện chủ không phải nói người thừa kế này vị trí mới chống chỗ hơn một vạn năm sao. Có thể điện tôn đã 30 vạn tuổi, chẳng lẽ như thế tháng năm dài đằng đẵng, liền không có bồi dưỡng được một vị truyền nhân. Diệp Minh mười phần nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, điện tôn trước trước sau sau, hết thảy bồi dưỡng được 12 vị người kế nhiệm, nhưng mà bọn hắn đều chết yểu. Tôi bối kiếm thở thật dài. Vì cái gì? Diệp Minh không hiểu là cái gì để bọn hắn chết yểu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Điện Tôn chỉ nói với ta, âm thầm có một cái vô cùng thế lực đáng sợ, tại thời khắc chú ý chúng ta bất hủ thần điện. Đến mức, chúng ta mỗi sinh ra một vị người kế nhiệm, đều muốn bị bọn hắn sát hại. Tô Bối Kiếm nói đến chỗ này, chính mình cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệp Minh kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ? Chúng ta có thể là bất hủ thần điện, trong nhà tận là cường giả, ai có thể ức hiếp như vậy chúng ta? Ta cũng không biết, ngươi như muốn biết trước thành làm người kế nhiệm đi. Tô Bồi Kiếm nói. Điện tôn tự hồ nghe đến Diệp Minh đặt câu hỏi, cái kia đôi mắt già nua vẩn đục, nhẹ nhàng tại Diệp Minh trên thân quét qua, thế mà đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Diệp Minh thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay, tỏ vẻ kinh ý. Lần này tam điện đoạt giải nhất, ba quyển còn phải chờ thêm mấy năm. Chẳng qua là, lão phu không còn sống lâu nữa, thực sự không chờ được, cho nên chỉ có thể sớm cử hành. Nói xong, Điện tôn liền ho khan, ho khan kéo dài nửa khắc đồng hồ mới dừng. Khục xong, điện tôn tiếp tục nói, lần này tam điện đoạt giải nhất quy tắc cùng dĩ vãng khác biệt, mỗi cái phân điện chỉ có thể đề cử một người xuất chiến, mà lại một trận chiến phân thắng thua. Dưới đài lập tức nghị luận ẩm ý, nhưng không ai dám nghi vấn điện tôn quyền uy, cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Tốt, cho các ngươi một khắc đồng hồ, tuyển ra đoạt giải nhất người. Điện tôn thản nhiên nói. Tô bối kiếm nói, điện tôn, ta thiên nguyên phân điện do diệp minh xuất chiến tinh khiết nguyên phân điện yên tĩnh không thiếu sót nói ta tinh khiết nguyên phân điện do tô dung dung xuất chiến di phân điện chi chủ trần tu đà nói ta phương do vân thường xuất chiến đinh vi nhất thời đụng đụng diệp minh bả vai cười nói tiểu bát ngươi số đào hoa tới hai phía tất cả đều là mỹ nữ diệp minh trợn trắng mắt nói độc nhất chớ quá mỹ nhân tâm ta cái kia sợ hãi mới đúng điện tôn nghe xong nhẹ gật đầu nói được vân thường tô dung dung các ngươi đồng thời ra tay cùng một chỗ đối phó diệp minh tất cả mọi người khiếp sợ đây là cái gì tình huống hai đánh một mà lại đều đối phó diệp minh này không hợp quy tắc a à. tôi bối kiếm biến sắc nói điện tôn hai chọi một có sai lầm công bằng điện tôn truyền nhân không cần công bằng chỉ cần thực lực điện tôn lạnh lùng nói Trần Tu Đà cùng yên tĩnh không thiếu sót sắc mặt cũng rất khó coi. Điện Tôn nói như vậy, liền biểu thị hắn xem trọng chính là Diệp Minh, chẳng lẽ kẻ này thật rất bất phàm. Bọn hắn thực lực, không thể so Điện Tôn yếu bao nhiêu, vì sao liền nhì không ra đâu. Diệp Minh, trong lòng ngươi còn có không phục. Điện Tôn đột nhiên hỏi Diệp Minh. Diệp Minh nghiêm mặt, đệ tử đều phục. Rất tốt. Điện Tôn hài lòng gật đầu, chỉ cần chiến thắng nàng hai người hợp lại, ngươi chính là Điện Tôn người thừa kế diệp minh tinh thần chấn động cao giọng nói đệ tử hiểu rõ được rồi bắt đầu đi điện tôn phất phất tay ra hiệu tỉ thí bắt đầu tô dung dung cùng vân thường đều sắc mặt nhì không tốt đứng ở đài bên trên đứng sóng vai đối phương thì đứng đấy diệp minh hắn hì hì cười một tiếng đối hai nữ nói gặp qua hai vị sư tỷ tô dung dung hừ lạnh một tiếng nói diệp minh ta mặc kệ điện tôn là như thế nào nhìn chúng ngươi bất quá mong muốn thắng chúng ta Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Vân Thường cũng nói, Diệp sư đệ, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Ngươi này võ thánh cảnh giới, thật sự là quá yếu. Phải không? Oanh. Diệp Minh đột nhiên động, vừa đưa ra liền bạo xuất toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào. Ngàn Long Lực, Kim Thân ngũ chuyển, lại thêm Như Ý Pháp Bảo gia trì, thực lực của hắn cũng không phải thổi, cực kỳ kinh khủng. Hai nữ còn không kịp suy nghĩ, cũng cảm giác như bài sơn đảo hải cự lực oanh sát mà tới căn bản nhanh chóng tránh không khỏi, chỉ có thể liều mạng. Kiếm bích, kiếm thuẫn. Hai đạo rực rỡ kiếm quang bay lên, kết thành kiếm bích cùng kiếm thuẫn, lại không có cách nào ngăn cản Diệp Minh nắm đấm, bị hắn một quyền liền đánh nát, áp lực kinh khủng thẳng bức phụ cận. Tô, Vân hai nữ kinh hãi, không dám có bất kỳ giữ lại, dồn dập thôi động bản lĩnh giữ nhà. Trong nháy mắt liền đánh ra số loại thần thông, đủ mọi màu sắc thần quang bạo, bao quanh nắm Diệp Minh cho bao vây. Thần quang bên trong Diệp Minh, không thể không biết có áp lực, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn một quyền phá vỡ thần thông của đối phương. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, lực lượng của hắn đủ mạnh, lợi hại hơn nữa thần thông cũng có thể dốc hết sức phá đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống, trong nháy mắt đem thân thể của hắn thậm chí linh hồn cùng nhau xé nát, sau một khắc, hắn liền đánh mất ý thức, lâm vào trong bóng tối. Đủ mọi màu sắc thần quang tiêu tán về sau, đài bên trên đã không có Diệp Minh ảnh tử. Tô Dung Dung cùng Vân Thường đều ngây dại, Diệp Minh rõ ràng rất mạnh mẽ, làm sao một thoáng liền bị oanh sát rồi. Tô Bối Kiếm đằng đến đứng lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, lên tiếng kinh hô. Kim Huyền Bạch mấy người cũng từng cái sắc mặt kinh biến, không thể tin được một màn trước mắt. Điện Tôn thật dài thở dài, nói, ta là người sắp chết, mắt mờ, Diệp Minh khiến ta thất vọng. Hàn lắc đầu, lần này tam điện đoạt giải nhất dừng ở đây đi, sau khi ta chết, điện tôn do Trần Tu Đà đời trưởng. Nói xong, hắn khoát khoát tay, người liền đi. Sư đệ, tiểu bát, triệu tín đám người lệ nóng lan xuống, đau lòng không thôi. Kết cục này là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cũng không thể nào tưởng tượng, sự tình quá mức quỷ dị. Tạm thời sau khi khiếp sợ, tô bối kiếm không một lời, hướng điện tôn đuổi theo, Trần Tu Đà cùng yên tĩnh không thiếu sót cũng theo sát phía sau. Bất hủ thần điện, một cái nào đó thần bí không gian, Điện Tôn hấp hối rủ xuống ngồi một bên. Ba vị phân điện chủ đứng hầu trước mặt, một bên còn có một vị người hầu. Điện Tôn, chuyện hôm nay có gì đó quái lạ. Tô Bối Kiếm nói, ta không tin Diệp Minh chết rồi, Tô Dung Dung cùng Vân Thường mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối giết không chết Diệp Minh. Không, Diệp Minh đã chết. Điện Tôn trong mắt lập lòe dị sắc, bất quá, hắn sẽ dùng một thân phận khác xuất hiện trên thế gian. Chờ hắn trưởng thành, sẽ thành là chân chính điện tôn. Trần Tu Đà giật mình, nói, điện tôn nguyên lai là nghĩ bảo hộ hắn. Điện tôn gật đầu, 30 vạn năm, 12 vị truyền nhân bị hại, ta chỉ có thể làm như thế. Trần Tu Đà, ngươi có thể tuân thủ sao? Đến Diệp Minh trưởng thành, thoái vị với hắn. Trần Tu Đà cười nói, điện tôn, ta nếu muốn chiếm lấy điện tôn vị trí, đã sớm động thủ. Còn nữa, người hầu còn có tô huynh, ninh huynh cũng không phải ăn chay. Điện Tôn nói, cần đà, thần điện chi mệnh vận, hệ Diệp Minh một thân, ngươi muốn toàn lực vun chồng hắn. Trần Tu Đà nghiêm mặt nói, thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Minh hướng đi, trước mắt chỉ có người hầu biết, chờ thời cơ chín mùi, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, điện tôn đầu bỗng nhiên rủ xuống, như vậy tọa hóa. Ba vị phân điện chủ thật dài thở dài, tại pháp thân trước xá một cái, liền các tự rời đi. Mà ba người vừa đi, thi thể bỗng nhiên oanh đến một tiếng bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Người thị giả kia chậm rãi đi tới, hướng về cho tàn chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, người hầu, người nguyên bản còn có vạn năm tuổi thọ, lại muốn thay ta mà chết, bản tôn trong lòng không đành lòng. Dứt lời, hắn thế mà biến thành điện tôn bộ dáng, chẳng lẽ hắn mới thật sự là điện tôn, mà người đã chết là người hầu. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Minh tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình nằm tại mềm mại trên giường, chung quanh tử khí lượn lờ, nhìn không rõ là một cái hoàn cảnh lạ lắm. đây là nơi nào? hắn tự lẩm bẩm. ta trước đó tựa hồ bị người đánh giết. cố lực lượng kia thật là khủng bố. ta hoàn toàn không phải là đối thủ. tô dung dung cùng vân thường thế mà lợi hại như vậy. xuất thủ người là lão phu. một cái quen thuộc thanh âm vang lên. sau đó một bộ già nua khuôn mặt xuất hiện tại diệp minh trước mặt. diệp minh giật mình kêu lên điện tôn ngươi về sau gọi sư tôn ta người tới chính là điện tôn hắn cười mỉm mà nhìn xem diệp minh diệp minh ngẩn người lập tức nói đồ đệ bái kiến sư tôn điện tôn ha ha cười một tiếng nói trong lòng ngươi nhất định tràn ngập nghi hoặc a à. diệp minh gật đầu đúng điện tôn vì sao ra tay giết ta không phải giết ngươi vì sư thi triển thần thông đại luân hồi trở lại thuật đưa ngươi sinh mệnh thăng hòa. ngươi bây giờ cảm thụ một chút có phải hay không có biến hóa rất lớn Điện tôn cười hỏi. Diệp Minh hơi chút vận công, liền khiếp sợ hiện, hắn nguyên anh cùng thân thể đều mạnh mẽ không chỉ một lần, nhất thời ngớ ngẩn, lầm bẩm nói, đại luân hồi trở lại thuật. Sư tôn vì cái gì làm như vậy? Điện tôn thở dài một tiếng, trước đó, trước nói cho ngươi vi sư tục danh. Vi sư tên là Ngạo Thiên, lúc tuổi còn trẻ hoành hành thiên hạ, dám cùng chủ thần khiêu chiến. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới kết xuống quá nhiều kẻ thù, dẫn đến mấy chục vạn năm đến, 12 vị truyền nhân bị hại. Lần này, ta tuyệt không thể nhường chuyện giống vậy sinh. Cho nên, ta mới thi triển bực này kế sách, cho ngươi một thân phận khác xuất hiện trên thế gian. Diệp Minh đã theo tô bối kiếm chỗ đã nghe qua tương tự thuyết pháp, không khỏi tò mò đối phương đến cùng là cái gì thế lực, có thể liên tục tại điện tôn dưới mí mắt giết người. Điện tôn thở dài một tiếng, ta truy tung nhiều năm, mặc dù có manh mối. Điện tôn để cho ta mai danh ẩn tích, đối phương liền không thể hiện sao. Diệp Minh trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy việc này cũng không ổn thỏa. Điện Tôn cười nói, kỳ thật ngươi cũng không phải là chân chính truyền nhân. Diệp Minh ngạc nhiên, kém chút liền nhảy dựng lên, cái gì? Ta không phải chân chính truyền nhân. Không sai, tương lai, ngươi đem làm sư huynh của ngươi người hầu mà tồn tại. Điện Tôn nói. Người hầu? Vận mệnh của ta là người hầu sao? Diệp Minh có chút thất lạc, trong nháy mắt liền hiểu Điện Tôn chân chính kế hoạch là cái gì. Nguyên lai like sớm trước đó, điện tôn người kế nhiệm liền đã tồn tại, chỉ là người ngoài không biết thôi. Điện tôn, ngươi đối với chuyện này là không cảm thấy không công bằng. Diệp Minh cười khổ, cũng không cái gì không công bằng. Điện tôn tuyển sư huynh làm làm người kế nhiệm, vậy nói rõ tư chất của hắn tại trên ta. Đúng vậy, hắn là 10 vạn năm khó gặp thiên tài, vi sư vì tìm tới hắn, có thể nói trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc chén giết mặt khác đại năng, đắc tội rất nhiều thế lực. Điện tôn thở dài diệp minh điện tôn bố trí này cục trong cục vì chính là bảo hộ sư huynh a kể từ đó ta người thị giả này truyền nhân chỉ sợ sẽ lọt vào ám sát điện tôn nói không sai ta mặc dù bố trí kế này cũng nhờ ngươi mai danh ẩn tích đổi một cái thân phận nhưng bọn hắn rất có thể sẽ hiện ngươi sau đó áp dụng ám sát khi đó điện tôn khả năng hộ ta an toàn diệp minh trong lòng kinh hoàng không thể điện tôn hết sức trực tiếp nếu có thể hộ ngươi, lúc trước những cái kia truyền nhân cũng sẽ không bị hại. Đối phương thủ đoạn giết người nhiều lắm, khó lòng phòng bị. Nếu như ta chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Diệp Minh cười khổ hỏi. Ngươi như bị hại, ta sẽ chọn ra vị thứ hai người hầu vĩ nhân, mãi đến sư huynh của ngươi chân chính trưởng thành, không sợ người khác ám toán mới thôi. Điện tôn nói, cho nên, ngươi bây giờ gánh vác lấy sứ mệnh, tương lai tình cảnh sẽ phi thường hung hiểm. Dĩ nhiên, nhiều ngươi bốc lên này đại hiểm, Ta sẽ dành cho đầy đủ đền bù tổn thất. Thậm chí, ta cũng không bài trừ ngươi tương lai trở thành điện tôn khả năng. Ồ, có phải hay không sư huynh một phần vạn ngã xuống, mà ta đại nạn không chết, ta chính là điện tôn truyền nhân." Diệp Minh hỏi. "Đúng thế." Điện tôn nói, "Sư huynh của ngươi dùng cực kỳ bí ẩn thân phận, ở bên ngoài tu hành, mà lại hắn có thân phận hiển hách. Hắn có rất lớn cơ sẽ trưởng thành, nhưng vạn sự đều không phải tuyệt đối, một phần vạn hắn nửa đường chết yểu." mà ngươi lại có thể chống đỡ đến lúc đó, cái kia ngươi chính là Điện tôn. Diệp Minh thở dài, ta còn thực sự là tội nghiệp. Vi sư nói qua, sẽ không vô ích nhiều ngươi mạo hiểm, sẽ cho ngươi đủ nhiều đền bù tổn thất. Điện tôn nói. Diệp Minh là cái thực tế người, lập tức hỏi, không biết sư tôn đền bù tổn thất là cái gì. Thân là người hầu truyền nhân, ngươi nguyên bản liền có được to lớn tài nguyên. Bất hủ thần điện sở dĩ sừng sững không ngã, bởi vì chúng ta căn rất sâu, thế lực của chúng ta rất mạnh mẽ, điện tôn nói, mà hết thảy này, ngươi đều có thể mượn dùng. diệp minh chỉ sợ ta mượn dùng càng nhiều, kẻ địch ám sát liền càng điên cuồng. vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, điện tôn cười nói, vi sư xem ngươi mệnh cách rất cứng, nói không chừng có thể chống đến cuối cùng, trở thành đời tiếp theo người hầu. này một nhiệm kỳ người hầu đâu, diệp minh hỏi, ta có phải hay không muốn gặp hắn? dù sao hắn là hắn người nối nghiệp. Ta chính là người hầu. Mặt ngoài, ta đã chết. Dạng này có khả năng tốt hơn bảo hộ ngươi cùng sư huynh của ngươi. Điện tôn nói. Diệp Minh lập tức hiểu, kinh ngạc nói, nguyên lai sư tôn một mực tại giả trang người hầu. Người thị giả kia đâu? Người hầu đã thay ta tọa hóa. Điện tôn có chút đau thương, hắn nguyên bản có thể sống lâu một vạn năm. Diệp Minh chỉ cảm thấy lưng lạnh. Này điện tôn mưu tính thật sự là quá sâu, quá nhiều nhiều người không tưởng tượng được người ngoài chỉ cho là hắn là người hầu, thật tình không biết hắn mới là điện tôn, chết đi mới là người hầu. Người ngoài đều cho là hắn Diệp Minh mới là âm thầm bồi dưỡng điện tôn truyền nhân, lại không biết, chân chính truyền nhân sớm đã tồn tại, mà lại đang ở gần thành dài. Tương lai, cho dù có người giết hắn, chân chính truyền nhân cũng không bị ảnh hưởng, đem tiếp tục hắn trưởng thành quỹ tích. Diệp Minh đột nhiên cảm thấy hết sức oan, hưng phấn nửa ngày, kết quả là hắn chẳng qua là cái phối hợp diễn, mà lại có thể là cái vừa ra trận sẽ chết mất phối hợp diễn. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Minh nổi nóng, Điện Tôn cười nói, ngươi như không nguyện ý, có thể rời khỏi. Diệp Minh cười khổ, rời khỏi. Chỉ sợ đã chậm. Sư Tôn mà thôi sâu như thế, ta sao để cho ngươi phí công nhọc sức. Như thế nói đến, ngươi nguyện ý. Điện Tôn hỏi. Đồ đệ nguyện ý, chỉ hy vọng ta người sư huynh kia có thể sớm ngày trưởng thành, mau sớm trở thành trí cường giả, tốt dẫn dắt ta bất hủ thần điện đi về phía huy hoàng diệp minh nói ngươi yên tâm ngươi người sư huynh kia sớm đã trường sinh ngũ cảnh nhiều nhất trăm năm liền có thể vấn đỉnh cửu cảnh thậm chí trùng kích vĩnh hằng hắn là thiên tài chân chính vi sư như thế tự phụ người cũng tự nhận kém xa hắn điện tôn nói diệp minh không khỏi tò mò chẳng lẽ sư huynh là thượng phẩm đạo thể sao đạo thể điện tôn nở nụ cười ngươi chẳng lẽ không biết đạo thể phía trên còn có một cái trí tôn sao? Trí tôn? Diệp Minh giật mình, trí tôn chi thể sao? Đã định trước trở thành trí tôn thể chất. Không sai, trí tôn chi thể, tất cả vĩ độ cộng lại, mỗi 10 vạn năm mới ra một cái, sư huynh của ngươi là được. Điện tôn vỗ vỗ Diệp Minh bả vai, ngươi nhất định phải sống sót, chứng kiến sư huynh của ngươi trưởng thành, ngươi sẽ vì này kiêu ngạo. Diệp Minh gật đầu, đúng, đồ đệ nhất định liều mạng sống sót. Như vậy tiếp đó, Ta nên làm như thế nào đâu? Đổi một cái thân phận. Ngươi cũng không cần đổi dung mạo, trực tiếp hồi trở lại Ngươi Thiên Nguyên Đại Lục, tìm một chỗ tiềm tu là đủ. Điện tôn nói, thực lực ngươi bây giờ quá yếu ớt, ta nghĩ người bên kia tạm thời còn không có giết người hứng thú. Vì cái gì? Hiện tại giết ta, chẳng lẽ không phải lại càng dễ? Diệp Minh không hiểu. Trước đó 12 vị người kế nhiệm đều là tại Trường Sinh nhất cảnh đến Trường Sinh tam cảnh ở giữa bị giết điện tôn lông mày vạn thành một đoàn vi sư đến nay không rõ nguyên nhân diệp minh nhẹ nhàng thở ra trường sinh cảnh mới có thể bị giết ít nhất trước mắt là không có nguy hiểm gì như vậy cũng tốt mà lại vạn vừa bước vào trường sinh cảnh cấp bậc kia hắn vẫn thật là chưa hẳn sợ đối phương còn cái gì trí tôn chi thể hắn cũng chính là nghe xong cũng không để ở trong lòng một ngày kia hắn thành tựu chủ thần cấp cường giả trí tôn thể lại đáng là gì đâu điện tôn nói ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể liên lạc vi sư. Nói xong, liền đem một tin tức bài giao cho Diệp Minh. Diệp Minh tiếp nhận tin tức bài, nói, sư tôn, ta thẳng thắn không muốn mai danh ẩn tích, trực tiếp dùng chân diện mục gặp người tốt. Nếu đối phương nhất định có thể hiện, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Điện tôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Hư hư thật thật, ngược lại càng làm cho đối phương nhìn không thấu. Bất quá, trong ngắn hạn, ngươi vẫn là ẩn trốn một chút tương đối tốt. Như vậy, đệ tử liền cáo từ." Diệp Minh nói. "Đi thôi." Điện tôn vung tay lên, Diệp Minh liền cảm giác trời đất quay cuồng, tiến nhập một cái truyền tống trận lối đi. Sau một lát, hắn liền xuất hiện tại một cái cũ nát truyền tống trận. Truyền tống trận này thiết lập tại Thiên Nguyên đại lục một chỗ dãy núi chỗ sâu, không người biết được. Đi ra sơn mạch, Diệp Minh hiện hắn ở vào Thiên Nguyên đại lục chi đông, vừa lúc cách hắn Thiên Đạo môn không xa. Hắn cùng tự nhiên không thể lập tức trở về bất hủ thần điện dứt khoát liền đi tới thiên đạo môn nhìn một cái những đệ tử kia tu hành như thế nào thiên đạo môn từ lúc diệp minh rời đi về sau chúng đệ tử vẫn an tâm tu luyện tâm vô bảng vụ phải biết những người này ở đây trên địa cầu đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật liên quốc gia quyền lực đều không để vào mắt có thể từ lúc đi vào thiên nguyên đại lục về sau bọn hắn mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chính mình căn bản liền con kiến đều không phải là nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu đến đâu là dùng, không ai dám lười biếng, mặc kệ là xuất phát từ tự tôn vẫn là xuất phát từ tương lai đều là, tất cả mọi người đang liều mạng. May mắn tư chất của bọn hắn thật rất tốt, đoạn thời gian trước lại có Diệp Minh phái Mã Hiến đưa tới đại lượng tài nguyên, cho nên mỗi người tiến bộ đều nhanh. Thiên đạo môn trước sơn môn, Diệp Minh vừa xuất hiện, liền có một tên đệ tử nhảy ra, đang muốn qua tháo. Có thể vừa thấy là Diệp Minh, nhất thời mừng rỡ, ngã xuống đất liền bái, kêu lên, trưởng môn hồi trở lại đến rồi. Diệp Minh gật gật đầu, đối tên này tạp dịch đệ tử nói, ngươi đã là võ quân sao? Không tệ không tệ. Kỳ thật người như thế nào? Này tạp dịch đệ tử xưa nay ít có thể cùng Diệp Minh nói chuyện, lúc này nghe hỏi, thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, bẩm trưởng môn, các sư huynh tiến cảnh thần, đường nguyên thánh sư huynh, lá nguyên hoàng sư huynh, đồng đều đã đi vào võ thánh, lá nguyên lãng, trắng nguyên tiên, phan nguyên long, võ nguyên cực, tô nguyên thật tám vị sư huynh, từ lâu đi vào võ tôn cảnh giới. Diệp Minh có chút đắc ý, nói, đều đã đuổi kịp ta sao? Rất tốt, rất tốt. Những người khác lại như thế nào? Bẩm trưởng môn, 36 vị phổ thông đệ tử bên trong cũng đã có một nửa đi vào võ tôn, ngoài ra đều là võ quân. 108 vị tạp dịch đệ tử bên trong cũng có 39 người trở thành võ quân, những người còn lại đều là võ tông, đại võ sư. Cái kia đệ tử nói, đệ tử cũng là vừa vặn đột phá võ quân. Diệp Minh cười nói, rất tốt, các ngươi này chút trở thành võ quân đệ tử, ngày mai toàn bộ tiến vào thăng phổ thông đệ tử. Cái kia tạp dịch đệ tử mừng rỡ, nói, đa tạ trưởng môn, ta đi nắm tốt bớt nói cho mọi người. Nói xong, Hoan Thiên hỉ địa rời đi. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại Thiên đạo môn đại điện. Đại điện này là Thiên đạo môn tổ chức hội nghị tác dụng, ngày thường không mở cửa. Mà hắn vừa đến, cửa điện mở rộng, chuông đồng không gõ từ minh các đệ tử vừa nghe đến tiếng chuông, mặc kệ đang làm cái gì, đều trước tiên chạy tới hiện trường. Điện bên trong rất nhanh liền ngồi hơn 100 người, mọi người đồng loạt nhìn xem Diệp Minh, tầm mắt tràn ngập chờ mong. Tham kiến trưởng môn, mọi người đủ bái. Diệp Minh hơi hơi hạm, nói, không cần đa lễ. Mọi người đứng dậy, Diệp Minh hỏi, đường Nguyên Thánh, trong khoảng thời gian này vi sư không tại, môn bên trong hết thảy được chứ. Đường Nguyên Thánh đứng người lên, cung kính nói, hồi sư tôn hết thảy như thường hết thảy sư đệ đều dốc lòng tu luyện không hỏi ngoại sự diệp minh hài lòng gật đầu đây mới là người tu hành dáng vẻ ngươi cùng lá nguyên hoàng không sai rõ ràng đều là tiểu thánh vị cùng vi sư một dạng chúng ta sao dám cùng sư tôn so sánh lá nguyên hoàng gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta cảm giác sư tôn hiện tại càng kinh khủng chỉ sợ pháp tam thần linh cũng không phải là đối thủ lời này cũng không phải thổi phồng diệp minh xác thực có thực lực thế này pháp tam thần linh đối với hắn mà nói đưa tay liền có thể bóp chết